Hi, xin chào mọi người. Hiện tại Satoshi Mama đang ở một cái khu vui chơi của trẻ em. Khu vui chơi ở đây rất là khác biệt so với ở Việt Nam. Mọi người xem nha, đây mọi người có thấy không? Đây là một cái dãy ghế massage đang ở trong cái khu vui chơi của trẻ em luôn. Thật là tuyệt vời ha. Trẻ thì chơi, còn mẹ thì ngồi massage. Trời ơi, sướng quá đi thôi. Đó, Satoshi đang ở đằng kia. Và có một cái điểm khác biệt nữa đó là gì, cho mọi người xem. Ở đằng kia mọi người có thấy cái lều không? Vì cái phòng đó là phòng cho bú hoặc là thay tã cho bé đó, rất là tiện luôn á. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt đối với cái khu vui chơi trẻ em ở Nhật, và đặc biệt là ở Kyoto. Trong lúc Satoshi chơi thì Mama ngồi đợi, ngồi trên cái ghế massage. Wow, đúng là quá là khác biệt luôn á. Ở đây có tổng cộng đến 3 ghế lẫn nha. Tuyệt vời. Đó. Satoshi. Chơi là còn có mấy cái máy giống như là mấy cái trò chơi game ở bên ngoài nữa. Satoshi lái xe đi. Satoshi lái đi. Yeah. Wow. Đây ở khu vui chơi ở bên Nhật nó khác ở Việt Nam đây, rất là khác luôn á. Wow. Satoshi lái khí thế. Yeah. Yeah. Đây nha,